Xin chào tất cả anh em kênh đồ câu Phan Nghiệp chứ là cô Nhật nha. Thì hôm nay Phan Nghiệp mùa dịch thì nói chung cũng ảnh hưởng hàng quá nhiều lắm, mà Phan Nghiệp về được lô này chắc cũng là chùm mày. Đây nó tầm khoảng 450 cây cần, đây cũng tầm khoảng 450 máy, tất cả lượng hàng đóng kiện từ Nhật về hết. Nó anh em YouTube thêm tham khảo nha. Đến với Phan Nghiệp tất cả đều là hàng Nhật, giá sẽ có những đặc biệt nha anh em. Anh em lưu ý những cái ngày mà đầu tháng em lấy đơn hàng, những video em lên giá rất rẻ nha anh em. Ví dụ theo dõi kênh của em thì để ý mấy ngày đầu tháng mùng 1, mùng 2 rồi đó, em sẽ lên hàng giá rất rẻ nha anh em, tranh thủ anh em chốt. Còn những lô này đó anh em tranh thủ này. Đây đảm bảo sẽ phục vụ đầy đủ hết tất cả anh em ba miền Bắc Trung Nam nha, đủ loại tất cả loại cần hết. Đây chính sách bảo hành tốt cho anh em luôn, có những cái game mini tặng quà phi miễn phí cho anh em nữa. Cứ đăng ký theo dõi kênh đầu câu Phan Nghiệp sẽ có rất nhiều cái hay nha anh em, được nhận quà miễn phí nha, được mua hàng giá rẻ nha. Đây được ủng hộ, được chào bán nhiệt tình hết nha anh em. Rồi ok anh em nha. Rồi tiếp tục anh em tiếp tục đăng ký ủng hộ nha, chia sẻ mạnh tay giúp em nha. Anh em nào chưa đăng ký thì đăng ký giúp em, còn anh em nào đăng ký rồi thì giới thiệu anh em bạn bè rồi chia sẻ ủng hộ tiếp em nha. Cứ theo đi, mua hàng không mua hàng thì cũng có hàng để chơi nha, rồi sẽ có cơ hội may mắn cho anh em được nhận phần quà và giá trị miễn phí nha.